Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Con tàu mang chữ VinFast, Sơn hay Photoshop Những ngày gần đây trên mạng xã hội đã xôn xao về hình ảnh Một con tàu biển có chữ và logo của VinFast trên thân tàu Những hình ảnh này được đăng tải trên trang VinFast.vn Trang vẹp chính thức của VinFast Vào ngày 15 tháng 11 trên diễn đàn của trang VinFast.vn có bài viết rằng Tự hào quá, tàu thủy VinFast chở xe VinFast 8 vượt đại dương. Cách viết như thế này làm người đọc hiểu hai vấn đề là Thứ nhất, con tàu này thuộc sở hữu của VinFast. Thứ hai, con tàu này đang chạy trên đại dương. Nhưng thực tế có phải như vậy hay không đang là một câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh, một số hình ảnh con tàu mang logo và chữ VinFast. Cư dân mạng dường như không mấy tin tưởng vào những thông tin từ VinFast rất nhiều người cho rằng hình ảnh con tàu này là photoshop chứ không phải là ảnh thật đồng thời có rất nhiều những lời nhạo báng về cách tự hào quá của vinfast tuy nhiên sau khi tìm hiểu các nguồn tin trên thì facebook nổi tiếng cho rằng hình ảnh con tàu này là thật logo chữ trên thân tàu cũng là thật nhưng con tàu này không phải thuộc sở hữu của vinfast mà nó là con tàu jivers queen quốc tịch panama và chỉ dựa vào hình ảnh thì không ai khẳng định được là con tàu này đang vượt đại dương hay đang lanh quanh đâu đó trên cảng biển của Việt Nam. Facebook Phương Ngô thì biết như sau. Sòng phẳng tàu là tàu có logo VinFast. Facebooker nhấp ảnh gia nổi tiếng Na Sơn thì lại cho rằng hình ảnh là con tàu Zephyr Queen là con tàu chở ô tô treo cờ Panama. Và sau khi cập cảng hòn gai theo như VSC Trucking và rời đi thì nó mang một diện mạo khác như hình ảnh được Riva trên mạng ngày hôm nay. Nếu quả thật là ảnh thật không bị Photoshop thì thợ sơn Việt Nam tài thật. Trong thời gian rất ngắn ở cảng mà đã sơn được cả một con tàu lớn đến thế. Tài như thế mà khách hàng thuê tàu nào cũng sang thật. Thuê cái con tàu để chở hàng mà bỏ chi phí, thời gian và sơn lại cả con tàu luôn. Thật là quá bảnh. Đây là hình ảnh con tàu River Queen mang logo và chữ VinFast trên thân tàu đăng trên trang web. Đúng vậy, khi vào trang web này thì chúng ta có thể nhìn thấy được thông tin hành trình của con tàu River Queen. Hình ảnh này ngày 15 tháng 11 cho thấy thân con tàu này có chữ và logo của VinFast nhưng đầu và đuôi tàu vẫn có tên là tàu River Queen. Như vậy con tàu này đã được sơn lại trong thời gian đậu tại cảng và nó không đổi chủ sở hữu nào cả. Facebook Dương Quốc Chính thì nhận xét rằng chữ VinFast là thật trên thân con tàu, nó là dạng thuê quảng cáo mà thôi. Tên con tàu vẫn là Ziver Queen, giống như in và dán quảng cáo trên thân xe bút ấy. Có gì đâu mà rộn ràng, tự hào, tông giật. Kể cả họ bỏ tiền ra mua đứt con tàu này thì cũng vậy thôi. Chờ được nhiều thì mua thì cũng như Vin có luôn xe bus đó thôi. Sự việc này cho thấy khi các doanh nghiệp hô hào quảng cáo quá lố trong khi chất lượng các sản phẩm của họ thì kém, đầy các lỗi kỹ thuật, chính sách hậu mãi thì tệ, gây phiền phức cho khách hàng, thì xã hội mất lòng tin với họ. Khi đó, họ tuyên bố điều gì khi đưa ra hình ảnh nào cũng không mấy ai tin cả, bị nghi ngờ và trở thành trò cười cho công chúng. Đây là hình ảnh ô tô VinFast và một slogan rất nổ Thương hiệu ô tô VinFast là một sản phẩm thuộc tập đoàn VinGroup xuất hiện vào năm 2017 và được quảng bá rất rầm rộ như là nhà sản xuất ô tô lớn đầu tiên của Việt Nam rồi thì dấu ấn người dẫn đầu vân vân và VinFast đã xây dựng nhà máy trong một khu công nghiệp ở Hải Phòng với tổng đầu tư lên tới 1,5 tỷ USD để sản xuất xe ô tô, máy và điện. Đến nay họ tuyên bố đã có nhiều hợp đồng với các đối tác lớn ở Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc họ cũng đã cho ra mắt một số dòng sản phẩm bán tại thị trường Việt Nam. Nhưng ngay sau đó có rất nhiều những phản hồi tiêu cực. Các lỗi thường gặp của xe VinFast như lỗi phanh tay điện tử, lỗi chìa khóa, lỗi màn hình, trả lái chậm và không thẳng lái, khi đánh lái phải tác động thêm lực bằng tay, vân vân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Con tàu mang dòng chữ VinFast, Sơn hay Photoshop. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trần Trị Thanh ngồi trên than hồng chém gió, cẩn thận kẻo ngã vào lò Theo thông tư liên tịch số 1 năm 2005 Quy định mức lương của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh như sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, thành phố Hà Nội và các thành phố Hồ Chí Minh có hệ số lương từ 9,7 cho đến 10,3 phần. Tương đương mức lương là 14.453.000 cho đến 15.347.000 đồng mỗi tháng, tức là khoảng 600 USD mỹ nếu tính theo mức cao nhất. Tuy nhiên, khi bị bắt, người dân mới biết căn biệt thự của ông Chu Ngọc Anh có giá tới 100 tỷ đồng tính ra bằng 555 năm lương của ông Trung Ngọc Anh nếu ông nhận lương mà không tiêu xài ăn uống gì cả. Đây là hình ảnh tiền nhiệm của ông Trần Sĩ Thanh, ông Nguyễn Đức Trung. Trước khi ông Trung Ngọc Anh bị bắt, không ai có thể kết luận ông cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là người tham ô đục khoét tài sản của nhà nước. Nghĩa là khi chưa bị lộ thì ông Trung Ngọc Anh được xem là trong sạch. Ở Việt Nam, quan chức chưa bị lộ được xem là trong sạch chứ không có quan chức nào thực sự trong sạch cả. Nếu quan chức mà chỉ sống bằng lương, họ chỉ có thể ở nhà vùng nông thôn xa xôi mà thôi, không thể nào là chủ sở hữu của những căn biệt thự tại các khu đô thị lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh trị giá vài trăm ngàn thậm chí hàng triệu USD. Hầu hết các quan chức cấp ủy viên trung ương đảng đều có nhà cao cửa rộng và nuôi con ăn học ở nước ngoài với chi phí hàng năm lên đến, đến mỗi hàng trăm ngàn đô la mỗi năm. Ông Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam Vương Đình Huệ hiện nay cho con gái ăn học ở Mỹ rất tốn kém. Với mức lương hiện nay của ông, người ta tính ra ông phải làm tới 10 năm không ăn, không uống, mới có thể chu cấp cho con gái một năm để đi học. Từ phép tính toán đó, người dân tin chắc rằng ông Vương Đình Huệ phải có nguồn tiền rất lớn ở ngoài lương. Mặc dù ông Vương Đình Huệ chưa dính vào tiêu cực nào có liên quan đến tiền bạc, nhưng điều đó không có nghĩa là ông trong sạch thực sự. Vậy những khoản tiền hàng trăm nghìn đô la Mỹ hàng năm cho con gái đi du học ở đâu ra? Đây là hình ảnh tiền nhiệm khác của ông Trần Sĩ Thanh đã vào tủ. Vào ngày 16 tháng 11, ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức phiên tiếp xúc cử tri tại huyện Mê Linh để báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Ông Thành nói rằng, mình cứ trong veo thì sợ gì? Câu nói này bị nhiều người cho rằng ông Trần Sĩ Thanh đang chém gió. Chém gió là từ người dân mới xuất hiện khoảng một thập kỷ gần đây. Ngụ ý là người đấy nói khoác, nói lấy được để tô vẽ bản thân. Và thực tế không có một quan chức nào trong vắt dưới chế độ này cả. Bởi người ta so sánh mức lương và tài sản mà các ông quan này có được thì cũng biết nó không phải là nguồn tiền kiếm được từ lương. Những năm gần đây, bắt đầu từ khi ông Nguyễn Thế Thảo, ghế chủ tịch ban nhân dân thành phố Hà Nội đã là chiếc ghế đầy sóng gió. Những sai phạm trong quy hoạch xây dựng thời ông Nguyễn Thế Thảo làm chủ tịch rất nghiêm trọng. Năm 2016, ông Nguyễn Thế Thảo đã hạ cánh an toàn. Tuy nhiên, gần đây ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam đã cho khui lại sai phạm này từ phía thành phố Hà Nội đang phải chống đỡ. Kế tiếp là ông Nguyễn Đức Trung, ngồi trước ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chưa được bao lâu thì lại dính đến vụ án Nhật Cường Mobile của Bùi Quang Huy và đã phải ngồi tù. Trước khi bị khui ra những sai phạm, không ai có thể khẳng định ông Nguyễn Đức Trung không trong sạch. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào sự bề thế của tư gia nhà ông Nguyễn Đức Trung thì người dân biết rằng tiền đó không phải là tiền lương mà có đây là hình ảnh ông trần sĩ thanh chém gió kế tiếp ông nguyễn đức trung là ông chu ngọc anh như đã đề cập ở trên ông Trung ngọc anh cũng là người mua nhà không phải do tiền lương và hiện nay khi vụ án việt á khui ra mọi ngóc ngách thì mới thấy bàn tay của quan họ chu này nó bẩn đến như thế nào hiện nay ông trần sĩ thanh đang ngồi ở ghế mà chính ông nguyễn đức trung và chu ngọc anh đã ngã vào lò của ông tổng bí thư nguyễn phú trọng giờ đây ông trần sĩ thanh tự tin chém gió nếu không cẩn thận hậu quả của ông cũng sẽ như hai người tiền nhiệm trước đây bởi không có quan chức nào trong sạch cả chỉ có quan chức chưa bị lộ mà thôi